Anh kia chị. Đây ca, chúng ta hẹn đã đến. Mày, đi chuẩn bị đi. Yes sir. Chào bà, đồ của tôi đã mang đến cho tôi chưa? Tôi đã mang đến rồi đây. Hàng chuẩn đấy chứ? Thế ông nghĩ món đồ quý giá như vậy mà là hàng giả được sao? Thế tiền của chúng tôi đâu? Tiền người của tôi đang nhìn đấy. Bà đợi chút. Xong chưa? Xong rồi. Đi. Đại ca, em đã mang tiền đến. Chào ông. Việc tao tao chúng mày thế nào rồi? Dạ, con em là xong rồi ạ. Thì thôi. Bây giờ chúng ta đi đâu hả chị? Bây giờ chúng ta ăn cái gì thật ngon. Vâng ạ. Cuối cùng nó cũng đã làm xong thể thao. Chúc mừng đại ca. Lần này công của chúng mày không hề nhỏ đâu. Nhưng mà đại ca, chúng ta đã bị mất một khoản tiền khá là lớn. Mày nghĩ ta ngu vậy sao? Số tiền đó đều là tiền giả. Đại ca thật là cao tay. Thôi, chúng mày ra ngoài đi. Dạ vâng ạ. Đây, cậu xem đi. Đây là những hình ảnh tại hiện trường. Trong đó, chúng ta còn thu thập được những mảnh bom. Theo tớ, đây là một vụ ám sát. Cậu có để ý một chi tiết rất quan trọng trong tài liệu không? Là gì vậy? Đây. Cậu nhìn đi. Đây chỉ là một chiếc lông vũ bình thường thôi mà. Nó không như cậu nghĩ đâu. Chiếc lông vũ này, nó có giá trị rất là lớn. Vậy thì chắc chắn, vụ đánh bom lần này có liên quan đến chiếc lông vũ này. Đúng vậy, chỉ có hai băng đảng Alibaba và Hunter có đủ khả năng để sở hữu chiếc lông vũ này. Bây giờ bà chủ Alibaba đã chết, người có động cơ để sát hại bà chủ chỉ có thể là Hunter. Thôi, trời cũng tối rồi, ta nên đi nghỉ. Rồi để ra, chúng ta sẽ đi vào căn cứ của bọn Hunter để điều tra rõ. We'll be right back.
gì ở dưới vậy? Em cũng không biết nữa. Mày xuống dưới sao? Chúng chính là người đã gây ra vụ nổ xe ở khu bể bơi. Vậy là mọi chuyện đã nằm trong đúng dự đoán của chúng ta. Được rồi, chúng ta về thôi.